Hôm nay đã sẽ diễn cho các bạn bộ hai nét trong tiếng Trung nha. Bây giờ các bạn cùng nhau viết bài giống tớ nào. Bộ hai nét nhị hai có nghĩa là nhị là hai, đầu đầu là cái đầu của chúng ta đó. Nhị hai đầu đầu, nhân người là con người đó. Các bạn nhớ những bộ phụ như sau nha, là cái này là bộ ngồi, còn cái này là nhân đứng nè. Ngẩng cao đầu để đứng lên. Rồi nhập vào có nghĩa là ta đi vô, ta đi ra, mở cửa mình đi vô ha. Bát tám có nghĩa là số 8. Bên trống có nghĩa là ở bên trong này không có gì cả. Nên các bạn thấy không, bên trong này trống trống trống, không có gì cả luôn đúng không? Mịt che chứ mà là cái nón mình đội lại vậy đó. Băng băng là băng, cái băng trượt tuyết á, chứ phải là băng băng mình đi băng qua đường băng gì đâu nha, đừng có nghĩ vậy. Kỵ ghế có nghĩa là cái ghế mình ngồi á. Băng băng kỵ ghế, mình sẽ kẻ một cái đường qua đây nha. Băng băng kỵ ghế. Khảm há miệng có nghĩa là mình mở cái miệng ra, mình a lên. Khảm há miệng. Đeo dao. Còn một bộ phụ nữa là như thế này. Lực sức là mình sẽ trồi lên, sức mạnh trồi lên vậy đó. Thì mình sẽ viết giống cái này, nhưng mà mình sẽ kéo cái này lên chút xíu. Lực sức bao bọc. Đó, có gọi là bao bọc. Mời các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lần sau mình sẽ qua bộ mới nha. Chỉ muỗng. Chưa. Chỉ muỗng. Ok, bây giờ mình sẽ viết bộ hai. Chỉ muỗng, chỉ muỗng. Chỉ muỗng. Chỉ muỗng. Ừ, chỉ muỗng. Xong mình tới phương vuông. Phương vuông có nghĩa là hình vuông á. Ừ. Hệ đại mình đại lại. Ừ. Hệ đại. Ừ. Thập 10 là 10, số 10 đó nha. Ừ. Thập 10. Rồi, bóc bói. Ừ. Mình sẽ qua trang tiếp theo nha. Ok. Bóc bói. Tiết đô tre. Đó, tiết đô tre đó nha mấy bạn. Hẳn bờ. Tiết đô tre, háng bờ là cái bờ của chúng ta đó. Ừ. Bờ gần bờ biển đó. Ừ. Rồi, háng bờ. Khu riêng. Khu riêng là mình ở một nơi nào đó, mình riêng tư, mình không muốn cho ai biết gì cả. Hữu lại có nghĩa là mình làm gì đó đi lặp lại vậy đó. Vậy thì xin chào các bạn. Tạm biệt các bạn. Lần sau mình sẽ tới bộ ba nét nha.